Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm mầm Velux sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại hạt giống mới. Đó là hạt giống đu đủ da vàng nhé. Đó, các bạn nhìn này. Thì cái hạt giống đu đủ da vàng này này, khi mà nó cho chúng ta ra quả, lên cây và ra quả, thì là bên ngoài của nó sẽ là màu vàng như thế này nha các bạn nhé. Nhưng ở bên trong ruột của nó sẽ là màu đỏ. Đó, nó khác với đu đủ mà chúng ta thường thấy, đó là đu đủ xanh của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì cái đu đủ da vàng này này, nó có giá trị gấp đôi cái đu đủ vỏ xanh của chúng ta. Và cái đu đủ này có thể trồng quanh năm, nhưng mà cái thời vụ mà các bạn trồng tốt nhất đó là vào tháng 6 thì chúng ta lên trồng. Thế tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách trồng đu đủ da vàng bằng hạt này. Tôi sẽ cắt cái gói, chỉ được có 6 hạt thôi các bạn ạ. Đó. Hạt giống này trước khi mà chúng ta ươm hoặc gieo, đó là các bạn sẽ cho ngâm vào nước ấm, nước sôi là 2 sôi 3 lạnh, nước ấm ấm mà như chúng ta tắm hàng ngày ấy. Đó, thì các bạn sẽ ngâm vào đây. Các bạn ngâm khoảng tầm từ 5 tiếng thì là các bạn sẽ vớt ra. Đó. Thế thì khi mà các bạn vớt ra thì các bạn sẽ sử dụng bằng cái khăn ướt như thế này. Đây, cái khăn này thì các bạn sẽ được nhúng nước và chúng ta sẽ vắt kiệt khô cái khăn này đi. Ngâm hạt đu đủ này trong khoảng tầm 5 tiếng thì các bạn sẽ vớt ra và chúng ta sẽ cho vào cái khăn ẩm này. Và chúng ta gói lại để chúng ta ủ. Đó. Thì cái việc mà các bạn ủ như thế này này, nó sẽ kích thích cho cái viên nén của chúng ta nó sẽ nảy mầm nhanh hơn. Đó. Thế thì các bạn ủ thì trong cái quá trình ủ thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ thường xuyên rửa cái khăn này ra. Chúng ta kiểm tra xem khăn nó khô thì các bạn sẽ nhúng nước vào. Đó, mà nó ẩm thì thôi, nhưng mà nó khô thì các bạn sẽ cho thêm nước. Thế thì trong cái lúc mà các bạn ủ thì các bạn sẽ cho vào cái túi ni lông hoặc là cái chai lọ nhựa ấy, thì các bạn sẽ cho cái gói khăn ẩm hạt giống đu đủ da vàng này vào trong cái túi ni lông hoặc là cái chai lọ nhựa đó, để chúng ta để vào trong đó thì chúng ta sẽ ủ. Thế thì khoảng tầm 5 đến 7 ngày thì các bạn sẽ thấy là hạt nó sẽ nứt nanh, hoặc là không thì tức là cũng có thể là do các bạn đặt cái hoặc là do cái thời tiết mà các bạn thì có thể là cái hạt giống đu đủ da vàng này nó sẽ nảy mầm sớm hơn hoặc là chậm hơn so với cái thời gian mà quy định là khoảng tầm 5 đến 7 ngày gì đó. Khi các bạn đã ủ được cho hạt nó nứt ăn rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi cái phần này, đó là viên nén sơ dừa nha các bạn nhé. Đây, các bạn dùng cái viên nén sơ dừa này, các bạn sẽ thả vào nước để khoảng tầm 3 đến 5 phút sau nó sẽ nở ra rất là to. Cái viên nén sơ dừa này nó sẽ thay thế cho cái bầu ươm của các bạn, và cái việc mà trồng cho cái hạt giống này vào trong cái viên nén sơ dừa nó cũng rất là, nó có tác dụng rất là tốt. Bởi vì sao? Trong cái viên nén sơ dừa này nó đã có những cái thành phần mà trong hỗn hợp đất trộn nó đã có rồi, ví dụ như là sơ dừa này, ví dụ như là đất này, hay là những cái khoáng chất mà trong thành phần đất của chúng ta là có, thì là trong viên nén sơ dừa này nó đã có sẵn rồi. Thì đặc biệt nữa, một cái nữa đó là cái viên nén sơ dừa này nó sẽ không có mầm bệnh. Đó, nó không có mầm bệnh thì là cái việc mà chúng ta ươm hạt vào cũng rất là an toàn. Đó. Thế thì không có thì các bạn, nếu mà các bạn không có viên nén sơ dừa thì các bạn sẽ sử dụng cái đất trồng với cái công thức như sau, đó là phân bò hoai mục Supellen cộng với cho chấu và sơ dừa. Các bạn sẽ trộn lẫn, đảo lẫn tất cả những hỗn hợp đó lên, và các bạn sẽ gieo hạt vào trong cái hỗn hợp đất đó. Đó. Đây, thế thì sau khi mà ngâm như thế này rồi thì cái viên nén sơ dừa nó đã nở ra rất là to, đúng không ạ? Rất là to. Thì tôi sẽ cho cái hạt này vào trong cái một hạt một viên nha các bạn nhé. Thế sau khi các bạn đã cho cái hạt giống này vào viên nén sơ dừa rồi thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ làm ẩm hàng ngày đối với cái viên nén sơ dừa của chúng ta nhé.
thì các bạn ngày các bạn một ngày các bạn tưới 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều mát. Các bạn đừng tưới vào buổi chiều quá muộn. Nếu các bạn tưới vào buổi chiều quá muộn ấy thì là cái viên nén sơ dừa nó chưa kịp thoát nước thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng úng nước. Nó sẽ không tốt cho hạt ươm của chúng ta. Đó. Thế thì khi mà các bạn đã tưới cho cái viên nén này nó ẩm rồi thì các bạn sẽ cho vào trong cái phần dâm mát và các bạn sẽ phải làm cái biện pháp là chúng ta sẽ không để cho cái viên nén của chúng ta bị phá hoại bởi những con côn trùng như chuột, gián đó hoặc là kiến, nó sẽ tha mất cái hạt của chúng ta đi và nó sẽ phá hoại cái cây phá hoại cái viên nén của chúng ta, thì các bạn sẽ phải che chắn lại. Khi mà cây của chúng ta lớn lên ấy, có được từ 2 đến 4 lá rồi thì các bạn sẽ 2 ngày các bạn tưới một lần thôi. Đó. Thì để cho cây nó có cái ánh sáng nhẹ thì các bạn sẽ cho cây ra ngoài ánh sáng buổi là ánh nắng buổi sáng thì nó sẽ rất là tốt. Đó. Khi cây ra được 4 đến 5 lá rồi thì nó cao khoảng tầm 10 đến 15 cm thì lúc này các bạn sẽ đưa cây ra cái vị trí trồng cố định. Thì các bạn có thể đưa ra một cái chậu to hơn hoặc là ra ngoài vườn mà các bạn sẽ cố định trồng cố định cái cây đu đủ này. Thì khi mà chuyển ra cây ra cái vị trí mới trồng ý, thì các bạn đặt cho cái bầu và cái cây nó nằm ngang trên mặt đất, tức là cái cây đu đủ này nó sẽ không ăn sâu, rễ nó không ăn sâu xuống dưới mặt đất. Nếu mà các bạn mà trồng sâu quá thì nó sẽ làm thối rễ đấy ạ, thì các bạn chỉ cần trồng lông thôi ạ. Và các bạn sẽ vun đất quanh bầu, các bạn sẽ lén chặt cái gốc và tưới đủ ẩm cho cây thôi. Bạn lên cắm cái que, chúng ta lên cắm cái que để cho cái lưng ở cái phần ngọn cây cho cái cây đu đủ của chúng ta, thì các bạn nên cắm một cái que thật chắc ở ngay bên cạnh cái cây đu đủ ấy, thì nó sẽ giữ cho được cái ngọn của cái cây đu đủ nó sẽ mọc thẳng đứng lên, đúng không ạ, nó không bị nghiêng ngả. Khi bón phân thì cây được 1 tháng thì các bạn được 1 tháng tuổi thì các bạn sẽ bón cái phân NPK và cái phân bầu trâu. Đó. Và khi cây được 1 đến 3 tháng tuổi thì các bạn sẽ bón 15 đến 20 ngày thì chúng ta sẽ bón một lần phân bò hoặc là cái phân gà. Thì cái cách bón thì các bạn đừng bón trực tiếp vào gốc cây. Các bạn sẽ bón cách xa gốc cây của chúng ta khoảng tầm 20 cho đến 30 cm. Và các bạn sẽ vun sới đất lên trên chốc và chúng ta sẽ tưới nước lên trên. Cái bón lần thứ 3 đó là khi cây được 3 đến 7 tháng tuổi rồi thì các bạn sẽ mỗi tháng các bạn bón thúc một lần bằng phân NPK, phân đầu trâu, phân bò và cho bếp, thì các bạn sẽ kết hợp lại trộn lại, chúng ta sẽ bón cho cái cây đu đủ này. Thì cái cách bón như thế thì tôi cũng đã nói rồi. Và sau khi mà chúng ta trồng ấy, từ khi mà chúng ta trồng cây cho đến cây con lên cho đến khi mà cây ra hoa và kết quả là khoảng tầm 6 đến 8 tháng, tùy vào cái thời tiết hoặc là vào cách chăm sóc của các bạn thì nó sẽ cho thu hoạch sớm hay là muộn, đó là còn tùy thuộc vào cái điều kiện thời tiết và cái sự chăm sóc của tất cả các bạn. Vâng, thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cách trồng đu đủ da vàng bằng hạt là như vậy. Thì tôi cũng mong là qua cái video này các bạn có thể trồng cho nhà mình được cây đu đủ da vàng này để chúng ta thưởng thức xem là nó sẽ khác vị với cái cây đu đủ da xanh của chúng ta ra làm sao, đúng không ạ? Xem cái giá trị dinh dưỡng hay chất dinh dưỡng của nó có khác nhiều hay không. Thế thì ươm mầm vlog cũng xin chúc tất cả các bạn là có thể trồng được thành công những cái cây đu đủ cho chính nhà của chúng ta để thưởng thức xem như thế nào. Vâng, ươm mầm vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video và những sản phẩm mới tiếp của chúng tôi.